Truyện tranh Trà Quỳnh bản màu giới hạn, tập 249, con trai hoàng sứ. Vật mạnh lên, vô, vô. Hự, oạch. Chưa chịu thua, vật lại. Vô, vô. Ý ý, mày chơi thọc lát hả? Ạch. Ăn gian, mày chơi thọc lát nên tao mới thua. Chúng mày vật như con gái vậy, chán ngấy. Mày là đứa nào? Tao là con trai của hoàng sứ nhà Đại Thanh đây. Xì, tưởng gì, còn hoàng sứ mà làm như to lắm. Vậy mày là đứa nào? Tao là con của cha mẹ tao, bảnh chưa? Đi sứ mà cho con đi theo, tao chưa hề thấy ông sứ thần nào như thế. Tại cha tao cưng tao, đừng có thắc mắc. Hồi nãy mày che tụi tao vật như con gái, vậy mày vật giỏi không? Thử sức đi. Chúng mày bẩn quá, tao không thèm vật. Thằng này phách lối, cho nó một trận. Ha ha, con trai của hoàng sứ Đại Thành sợ con trai của thường dân nước Nam. Còn lâu, vật thì vật, cho chúng mày thấy. Cởi áo ra, áo của chúng mày dơ quá. Nhào vô. Ạch. Thấy chưa, chỉ cần một đòn là mày đo đất. Nó vừa bự còn vừa có vỏ, khó vật lại à. Tới phiên tao. Ơ. Ê ê, chơi gì kỳ vậy? Vịt. Ha ha, con voi thua con chuột. Tao không chơi nữa, chúng mày sống nhau chơi ăn gian tao. Không dễ về vậy đâu, phải khóc mới được về. Còn lâu tao mới khóc. Ủa, áo quần của tao đâu? Chúng mày giấu áo quần của tao phải không? Mặc thế về cho mát. Còn thơm, còn thúi, còn mắm, còn mối đâu, lại đây chơi. À, trả áo quần lại cho tao. Khóc đi rồi tụi tao trả. Hu hu. Trả áo quần lại cho nó đi. Đừng có ý là con của hoàng sứ mà phách lối nữa nhé. Ngày mai tao sẽ cho chúng mày thấy con trai của hoàng sứ lợi hại thế nào. Tụi tao sẽ đợi, ngon thì cứ ra đây. Nó tới kìa. Đứa nào ngon thì so tài với tao. Đoàn. Á, à, nó có súng. Nó lấy súng của cha nó đi hù tụi mình. Tao đâu có bắn chúng mày, ra đây đi. Tao chỉ muốn chúng mày thử tài bắn súng với tao thôi. Từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới giờ, tao chưa hề thấy cây súng mà đòi thi với thố. Xem nè. Đoàn. Chắc. Thấy con trai của hoàng sứ bắn súng ác liệt chưa? Đứa nào muốn thi? Tao, nạp đạn cho tao đi. Bắn súng có gì đâu mà phách lối, xem nè. Đoàn, ui da. Phịch. Ha ha, bắn trái cà chết con chim, bắn giỏi ghê. Khẩu súng giật mạnh lắm, không quen tay không giữ được. Nạp đạn đi, tao sẽ trổ tài. Đoàn. Á. Sao mày bắn tụi tao? Chết thiệt chứ không phải chết giỡn đâu à. Cây súng nó giật chứ tao đâu có cố ý. Đứa nào thi nữa? Không cho thi, nguy hiểm lắm. Vậy là chúng mày thua tao rồi nhé. Làm sao mà hơn con trai của hoàng sứ được. Ha ha. Tạm thua, hẹn mày 3 ngày nữa ra đây thi tài. Bộ 3 ngày nữa mày sẽ bắn giỏi à? Bắn giỏi chỉ là quen tay thôi. Tại mình không có súng để bắn thường xuyên nên mới bắn mặt trăng, trúng mặt trời. Tao làm một khẩu súng để tập bắn. Mày làm mày bắn, tụi tao chả dám bắn súng do mày sản xuất.
tao biết cách làm súng. Súng của tao tuy không ngon lành bằng súng của nó, nhưng cũng có thể tập bắn. Tao quyết không thua thằng đó. Có gì khó đâu, cọt một cái ống đồng lên trên một miếng gỗ để làm tay cầm. Phía trước ống để nhét thuốc pháo và đạn vào. Tao không có viên đạn nên nhét hạt nhẫn vào thay đạn. Phía sau ống có một ngòi cháy chậm để đốt thuốc pháo trong nòng, giống như súng thần công vậy. Tao thấy súng của nó có một cái quéo gì ở sau nòng súng, chứ không phải ở ngòi cháy chậm. Súng của nó tối tân hơn nên dùng cò súng để đánh lửa đốt thuốc súng. Tao không đủ trình độ làm như thế nên tao dùng ngòi cháy chậm, miễn sao súng nổ đạn bay ra là được. Tao bắn nè, đứa nào đốt ngòi cháy chậm cho tao. Xì Pum. Mày thành ông táo rồi. Phỏng mặt nó rồi, đưa tới thầy thuốc đi. Giờ thì nó thành xác ướp. Tức quá, tao phải tới hỏi cha cố vì sao tác phẩm của tao lại tăng tành như thế. Ha ha, nòng súng phải làm bằng ống sắt mới chịu nổi sức nổ, còn làm bằng ống đồng nên nó bị tan tành. Cầm ít thuốc về sức cho chóng lên vết phỏng đi, lần sau đừng có chơi dại thế nữa. Làm sao mà tìm ra ống sắt? Vậy là không làm được súng rồi, thua nó rồi. Không thua, mấy ngày nữa nó tới, tụi mình chặn được nó. Làm thế này, mình sẽ hoãn ngày thi tài lại mà còn có súng để tập bắn. Nó có cha nó tập bắn cho nó, mày tập bắn một mình, ghê quá. Nó làm được, mình làm được. Vì danh dự trẻ con nước Nam, ráng lên. Không biết bữa nay tụi nó sẽ giở trò gì. Tránh ra, bò bị điên nè. Binh ấm. Có cả sáu kìa. À, hi hi, khúc cây mà tưởng cả sáu. Lặn xuống tìm cái túi đựng súng của nó. Đây nè. Đem phơi súng với thuốc súng cho thật khô. Ô hô, không phải đạn thật. Khẩu súng này là súng giả, giống cây súng của tao. Nó bắn bằng thuốc pháo, đạn là hạt nhãn, không gây chết người. Thế mà tao cứ tưởng cha nó cho con chơi vũ khí nguy hiểm. Ngụy trang khẩu súng để nó không nhận ra súng của nó. Cha nó làm súng giả cho nó chơi, ổng cưng nó thật. Họ làm sao mà súng giả y như súng thật? Không phải lính mà đeo súng, đeo đạn thấy ghê. Quỉnh mà, văn võ song toàn mà. Ui da, sao vậy? Mày nổ quá, tao sợ bị văn miễn. Đeo súng giả mà sưng, văn võ song toàn. Đoàn, đoàn. Mày bắn gần hết túi đạn mà cũng chưa trốn phát nào. Tao đâu phải là thiên tài mà mới tập bắn đã thành thiện xạ. Chúng mày nghe gì không? Trái cà nó nói cảm ơn thằng Quỳnh đã không nỡ bắn chết tao. Ha ha. Đoàn chóc. Trúng rồi, tao bắn trúng rồi. Tao đã nói quen tay thì sẽ được thôi. Đoàn chóc. Tao tự chấm điểm cho tao. Tao đã trở thành thiện xạ, có thể thi tài với thằng con của hoàng sứ rồi. Mình tự bắn rồi lại tự mình chấm điểm cho mình. Chấm thi công bằng ghê. Sao không thấy nó tới? Hay là nó về nước rồi? Để tao tới nhà khách dành cho sứ thần tìm nó. Ê, thằng gì đó, ra đây. Sao mày hẹn tụi tao đi bắn súng mà không tới? Tao bị té xuống sông, mất súng rồi. Tao có súng, thi không? Ở đâu mày có súng? Tao làm, trẻ con nước Nam đứa nào cũng biết làm súng cả, sợ chưa? Vậy sao chúng mày bắn súng dở ẹt vậy? Tại dân tao không ưa chiến tranh, không thích súng đạn. Bình thường thì bắn súng dở ẹt, nhưng khi cần thì bách phát bách trúng. Không tin thì tới thử tài đi. Đi thì đi. Cho mày bắn trước đó. Súng gì mà màu mè hoa lá hẹ vậy?
súng đẹp thì bắn mới dễ trúng. Đoành, chóc, đoành, chiếu. Dễ ạt mà cũng đội thi với tao. Tao tuyên bố tao thắng. Trẻ con nước Nam dễ ạt, dễ ạt. Dám đối tụi tao dễ ạt hả? Ói, chấp hết chúng mày. Thằng này giỏi võ lắm. Đứng yên. Mấy ông làm gì tôi? Bắt cóc mày để đòi cha mày bỏ tiền ra chuộc. Ha ha, cho mày trừ cái thói làm tàn, chê bai tụi tao. Thèo cứu nó. Kệ nó, cứu làm gì, nó là kẻ thù của mình mà. Cứu kẻ thù mới là quân tử. Theo tao làm quân tử. Thả công tử ra, cận vệ của công tử đây. Hè, cây súng đẹp quá, cho tao mượn về để con tao chơi đi. Đoành. Qua, súng thật, chạy đi. Thoát rồi, chạy. Chúng mày không giận tao hả? Giận thì giận, nhưng thấy người gặp nạn thì phải cứu. Trẻ con nước Nam rất quân tử. Đúng rồi, chúng mày rất quân tử, cảm ơn chúng mày. Tao cũng xin lỗi vì đã xem thường chúng mày, đã phách lối với chúng mày, bỏ qua cho tao. Anh bò ơi, cha bị làm sao kìa, về mau đi. Sùi bọt mép, người cũng cứng đờ. Thầy quỉnh bó tay, đưa tới thầy thuốc, mau. Làm gì có tiền mà đưa tới thầy thuốc? Trong đoàn sứ của cha tao có ông thái y rất giỏi, khỏi tốn tiền. Cái thằng coi vậy mà tốt bụng. Đừng hận thù nhau thì ai cũng tốt với nhau cả. Cha mày khỏe lại rồi nè. Có thêm mở thuốc bổ cho cha mày uống nữa nè. Vậy là tụi mình huề nhé. Ừ, huề. Trả lại khẩu súng cho mày nè. Hả, súng của tao đây hả? Ừ, tao bày kế lấy súng của mày để tập bắn đó. Trời, cha tao mà thấy khẩu súng có vẻ chim vẻ cò thế này, chắc tao bị đòn nữa. Sao vừa thôi ông, tao biết đây là súng giả, không phải súng của cha mày. Hì, biết rồi hả? Cái vụ này xảy ra là lỗi ở mày. Mày ý là con ông cháu cha nên làm phách, khinh thường người khác. Bởi thế tụi tao mới phản ứng. Giá mà từ đầu mày đừng phách lối thì đâu có chuyện. Ừ, tao sẽ bỏ thói phách lối. Mua rau muống giùm tao đi. Tụi tao đi học mà mua rau muống làm gì? Gần tới giờ vào lớp rồi mà rau còn nhiều quá, mua giùm tao để tao kịp đi học. Mua cho nó đi. Chúng mày đi học mà xách rau muống theo làm chi vậy? Mua giùm thằng tỏi đó. Chúng mày biết giúp bạn là tốt, khen đó. Sao mấy bữa nay thằng tỏi không đi học, lại nhà nó xem sao? Ủa, sao lại rửa chén ở đây? Không bán rau muống nữa thì phải đi rửa chén thuê thôi. Rửa chén thuê thì không có thời giờ đi học. Sao không bán rau muống nữa? Tự dưng ông Phú Hộ Bảo ở cạnh nhà tao dành ao rau muống của nhà tao. Hôm qua nhà tao với nhà ổng cãi nhau một trận vì cái ao rau muống. Ao này của nhà tôi từ mấy chục năm nay, sao giờ ông lại dành? Tối qua tao nằm mơ thấy ông nội tao hiện về nói ao rau muống này là của tao, do đó tao đòi lại. Vô lý, vì một giấc mơ mà ông dành ao rau muống của nhà tôi. Tao thấy có lý. Ao của tôi cứ hái. Chúng mày đâu, cho nó một trận. Thôi mẹ ơi, coi chừng bị họ đánh đó. Thế là ao rau muống của nhà tao mất một cách ngột ngay. Thôi thì mày cứ rửa chén đi, để từ từ tao tìm xem có cách nào lấy lại ao rau muống cho nhà mày không. Bắt thằng ăn trộm giùm tôi. Tốn được mày rồi. Chắc. Trả ông địa lại cho tao. Tưởng gì, chỉ là ăn cắp ông địa. Hí
Hít. Mày ăn cắp ông địa làm chi vậy? Tao nghe nói ăn cắp ông địa của nhà giàu đem về nhà mình thờ thì mình cũng giàu. Khéo tiền tào lao. Ông Phú Hộ Mão tin ông địa lắm hả? Ừ, tin lắm, ngày nào cũng cúng ông địa. Ông nói nhờ ông địa mà ông giàu. Hà, có cách lấy ao rau muống lại cho nhà thằng Tối rồi. Tối, nói mẹ mày kiện ra làng đi. Tao sẽ làm cho ông Phú Hộ Mão trả cái ao rau muống lại cho nhà mày. Ông Lý giải quyết vụ cái ao dùm tôi đi. Chú cứ tới đó xử, chú sẽ làm thế này, con sẽ làm thế này. Sao mày nghĩ ra lắm trò vậy? Trò để giúp người chứ đâu phải trò đùa mà chú la con. Mời ông Phú Hộ Mão ra đây cho tôi xử. Cho tôi xem giấy tờ chứng minh ao rau muống này là của ông. Không có giấy tờ gì cả. Không có giấy tờ mà ông nhận cái ao là của ông mà. Ông nội tôi hiện hồn về nói. Còn bà có giấy tờ gì không? Không có gì cả. Không ai có giấy tờ gì thì làm sao ta xử? Chỉ có một người duy nhất biết rõ cái ao này là của ai. Người đó là ông địa. Ta sẽ mời ông địa tới xử. Ai có thờ ông địa? Tôi, để tôi đưa ông địa của tôi ra cho ông Lý hỏi. Ông địa phe mình chắc chắn sẽ bên mình. Ông đứng về phía này, bà đứng về phía này. Tôi sẽ để ông địa ở giữa. Nếu ông địa quay mặt về phía người nào thì cái ao thuộc về người ấy. Đâu rồi, thằng Quỳnh dặn mình để ông địa lên tảng đá. Tảng đá đâu? Đây rồi. Ông địa ở đây đã lâu, vậy ông biết rõ cái ao này là của ai, cái ao của người nào thì ông quay mặt về phía người ấy giùm tôi. Ha, ông địa quay về phía tôi, cái ao là của tôi. Ông địa của ông nói như thế, ông có thắc mắc gì không? Hừ, ông địa ăn cháo đá bát, tôi cúng ông quá chừng mà ông không bên tôi. Ta tuyên bố cái ao là của bà này, nếu ông còn giành nữa thì làng sẽ xử ông. Chả thèm giành nữa đâu. Ha ha, mình giành lại được cái ao rồi. Mày làm sao hay vậy Quỳnh? Tao quấn một sợi dây nhỏ quanh tảng đá. Sợi dây được kéo dài tới cái bụi rậm có tao núp trong đó. Khi ông Lý lụ hỏi ông địa cái ao là của ai, tao kéo sợi dây. Tao kéo sợi dây thì cục đá xoay, ông địa ngồi trên đó cũng xoay. Tao kéo sợi dây cho tới khi ông địa quay mặt về phía mẹ mày thì dừng lại. Vậy mà tao tưởng ông địa say. Ông chỉ là cục đất làm sao mà xoay. Tao lợi dụng việc ông Phú Hộ Mẹo tin vào ông địa để làm chuyện này. Sao lại dẹp bàn thờ ông địa vậy? Ông phản chủ không thờ nữa. Ông đói bụng quá, Quỳnh ơi, có gì cho ông ăn không? Còn đâu có gì đâu. Ai mua bánh bao, bánh nguội không tính tiền. Bán cho con một cái. Mày làm gì vậy? Con quạt cho nó nguội, dễ ăn. Nguội rồi đó. Vậy con mua cái bánh này cho ông cụ kia ăn. Sao mày không trả tiền? Chứ không phải ông rào bánh nguội không tính tiền à. Bánh này nguội rồi, con đâu phải trả tiền. Thằng khỉ. Xem như ông tặng cụ này một cái cứu đói đi mà.